Xin cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các nguồn tin của Nga cho biết, lực lượng Ukraina đã triển khai một số lượng hạn chế xe bọc thép đến bờ phía đông khu vực Kherson và đang tiếp tục hoạt động trên bộ quy mô lớn hơn với lực lượng bộ binh hạng nhẹ có quy mô xấp xỉ một tiểu đoàn. Các blogger quân sự Nga đã phân tích bức ảnh được cho là một phương tiện lội nước của Ukraina đang vận chuyển một phương tiện chiến đấu bộ binh đến bờ phía đông gần làng Karinki, cách Kherson 30 km về phía đông bắc và cách sông Dnipe 2 km. Một số blogger quân sự khác tiếp đó cũng tuyên bố rằng một phương tiện chiến đấu bộ binh của Ukraine đã vượt qua sông Dnipe gần làng Karinki. Ngoài ra, một số video cho thấy một phương tiện chiến đấu bọc thép lội nước của phương Tây bị phá hủy tại một địa điểm không xác định ở bờ phía đông. Một số chuyên gia Nga cho biết một hoặc hai xe chiến đấu bọc thép của Ukraine đã vượt sông Dnipe gần Karinki. Trong khi những người khác lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã triển khai một số xe chiến đấu bọc thép tới khu vực này. Ngoài ra, những nguồn tin của Nga cho biết hơn 300 binh sĩ Ukraine đang hoạt động ở bờ đông trong khu vực Karinki và lực lượng Ukraine đang giữ các vị trí ở trung tâm Karinki và các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, hàng trăm binh sĩ Ukraine đang hoạt động dọc theo toàn bộ bờ phía đông của Kherson. ISVK cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Karinki, cũng như gần Poima, Pichanivka và Pichepni. Nhưng những nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine vào ngày mùng 6 và 7 tháng 11 không có quy mô lớn hơn so với những ngày trước đó. Theo báo cáo, việc Ukraine tập hợp lực lượng quy mô tiểu đoàn ở bờ đông cho thấy, những nỗ lực ngăn chặn mạnh mẽ của Nga dọc sông Dnip đã không ngăn cản lực lượng Ukraine đưa thêm nhân lực và trang thiết bị đến các vị trí ở bờ đông. Trên mặt trận Zaporizhia ở miền nam Ukraine, Nga đã áp dụng chiến thuật phòng thủ cơ động để ngăn cuộc phản công của Ukraine. Phát biểu với báo chí, ông Yevgeny Balitsky, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhia nêu rõ, Ukraine đã phải dừng lại và cuộc phản công của họ đã bị ngăn chặn hoàn toàn. Đối phương hiện chỉ tấn công các khu định cư của chúng tôi bằng tên lửa do phương Tây cung cấp. Đó là tất cả những gì họ có thể làm. Trong khi đó, chúng tôi vẫn duy trì khả năng phục hồi, khả năng chiến đấu của binh sĩ và vũ khí, khả năng phòng thủ hiệu quả. Theo ông Balitsky, giao tranh vẫn tiếp diễn ở các làng Rabodino và Szczebaki trong khu vực mỏm Voremevsky, nhưng các lực lượng Ukraine đang kiệt sức. Quan chức này cho biết thêm, Nga đang xây dựng tuyến đường sắt mới nối bán đảo Crimea nối lục địa Nga trong bối cảnh Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cầu cớt. Tuyến đường sắt mới được xây dựng gần thành phố Donetsk sẽ đi từ Yakimivka một khu định cư ở Zaporizhia đến Rostov. Bộ Quốc phòng Anh trước đó cũng cho rằng cầu cớt đã trở thành gánh nặng an ninh đáng kể đối với Moscow. Ukraine đã nhiều lần tấn công cây cầu này, gây thiệt hại đáng kể cho Nga và làm gián đoạn giao thông đường bộ và đường sắt. Trong một diễn biến khác, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel mới đây đã phủ nhận các thông tin truyền thông về cuộc thảo luận được cho là của Mỹ và EU với Ukraine liên quan đến việc bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Patel nêu rõ Ukraine sẽ quyết định thời điểm tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, đồng thời lưu ý thêm rằng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Trước đó, kênh truyền hình NBC News của Mỹ đưa tin các quan chức Nhà Trắng và EU đã bắt đầu thảo luận với Ukraine về khả năng đàm phán hòa bình với Nga. Theo kênh này, các cuộc thảo luận đặc biệt liên quan đến những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận tiềm tàng. Các nguồn tin ngoại giao ở EU cũng cho biết những tuyên bố đó là không đúng sự thật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5 tháng 11 xác nhận Kiev chưa sẵn sàng đàm phán với Nga trừ khi Moscow chấm dứt kế hoạch tấn công, đồng thời phủ nhận thông tin các quan chức Mỹ và châu Âu đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình. Ông Zelensky cũng thừa nhận cuộc xung đột đang trong tình thế khó khăn, bế tắc và cho biết Ukraine cần thêm viện trợ quân sự. Trong vài tháng qua, chính phủ Ukraine đã mong muốn tiếp nhận tên lửa hành trình phóng từ trên không Taurus Kep 350 do Đức chế tạo có biệt danh mũi tên thần. Kiev hy vọng tên lửa này có thể là viên đạn bạc giúp thay đổi cục diện trên chiến trường. Ukraine đã đề nghị Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus và cuối tháng 5 năm 2023, song giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Berlin vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Hồi cuối tháng 10, liên doanh Taurus System do công ty MBDA Deutschland của Đức và công ty Saab Bofor Dynamics của Thụy Điển thành lập cho biết công ty đã sẵn sàng bắt tay chế tạo tên lửa Taurus cho Ukraine nhưng điều đó cần phải có quyết định phù hợp từ các nhà lãnh đạo Đức. Ông Hoa Kim Knopf, giám đốc liên doanh Taurus System cho biết, sẽ mất ít nhất một năm để chuẩn bị dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, không thể loại trừ khó khăn trong việc cung cấp một số linh kiện nhất định. Chưa kể, nhà sản xuất cũng phải giải quyết vấn đề tích hợp tên lửa vào các máy bay hiện có của Ukraine. Theo ông Hoa Kim Knopf, Taurus có thể được sử dụng trên máy bay ném bom Su-24, nhưng quá trình kết hợp sẽ mất khoảng 2 tháng. Bên cạnh đó, cần khoảng 4 tháng để đào tạo phi hành đoàn phương Tây hiện đang thảo luận về việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Về mặt lý thuyết, máy bay F-16 cũng có thể mang tên lửa kép 350 nhưng quá trình kết hợp ước tính mất khoảng một năm rưỡi. Một vấn đề khác là số lượng máy bay chiến đấu của Ukraine vẫn không ngừng giảm sau các cuộc giao tranh ác liệt, bất chấp những biện pháp mà Kiev thực hiện nhằm bảo toàn các phi đội. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc Su-24 có thể tiếp tục hoạt động trong 6 tháng tới. Trong khi đó, kế hoạch của phương Tây cung cấp chiến đấu F-16 còn chưa chắc chắn. Cuối cùng, không thể loại trừ đặc tính kỹ thuật, ưu và nhược điểm của tên lửa Taurus. Những tên lửa hành trình tầm xa như Taurus từng là vũ khí thiết yếu trong nhiều hoạt động quân sự của Mỹ và các nước phương Tây khác khi phá hủy hoặc làm gián đoạn hoạt động chỉ huy, kiểm soát và hậu cần của đối phương ở xa chiến tuyến. Đây cũng là vũ khí giúp phương Tây nhanh chóng đạt được thành công về mặt quân sự trong những thập kỷ gần đây. Đối với Ukraine, Taurus chắc chắn sẽ mở rộng khả năng chiến đấu của nước này, nhưng đây không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Franz Stefan Gatti, thành viên cấp cao Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định, Taurus có tầm bắn hiệu quả lên tới 500 km, được thiết kế để chống lại các mục tiêu kiên cố hoặc nằm sâu dưới lòng đất như hầm chỉ huy, kho đạn dược, cầu cảng và các trung tâm vận tải quan trọng khác. Tên lửa này có đầu đạn mạnh hơn so với nhiều loại tên lửa dẫn đường chính xác trong kho vũ khí của Ukraine. Vì thế, nó có thể giúp Kiev vô hiệu hóa các cây cầu của Nga ở khoảng cách xa. Song không loại trừ khả năng Đức sửa đổi tên lửa để hạn chế tầm bắn của nó trước khi cung cấp cho Ukraine khiến lợi thế của tên lửa bị hạn chế. Một lý do khác khiến Taurus không thể trở thành viên đạn bạc, đó là Đức khó có khả năng cung cấp cho Ukraine đủ số lượng tên lửa để tạo ra sự khác biệt lớn trên chiến trường. Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine từ 250 đến 400 tên lửa hành trình kể từ tháng 5 năm 2023 và Ukraine được cho là đã sử dụng từ 180 đến 200 tên lửa trong số này. Nếu Đức có thể bổ sung cho kho vũ khí của Ukraine khoảng 150 tên lửa hành trình Taurus thì điều này sẽ giúp Ukraine có đủ tên lửa để kéo dài chiến dịch chống lại các mục tiêu Nga nằm phía sau tiền tuyến thêm 2 tháng nữa. Nhưng ngay cả khi Berlin cung cấp cho Kiev tên lửa Taurus với số lượng lớn hơn, thì vẫn chưa có gì đảm bảo điều đó có thể thay đổi cuộc chơi. Các nhà phân tích quân sự Michael Kaufman và Rob Lee chỉ ra rằng, việc tiến hành một chiến dịch tấn công sâu phía sau phòng tuyến của đối phương khó hơn nhiều so với tấn công các lực lượng trên tiền tuyến rất khó để ngăn chặn tuyến tiếp tế hoặc thiết lập khả năng kiểm soát hỏa lực ở phía sau nếu không có ưu thế trên không. Để tiến hành chiến dịch này một cách có hệ thống, Ukraine cần nắm thông tin tình báo liên tục cũng như cải thiện khả năng giám sát và trinh sát thông qua vệ tinh và máy bay không người lái. Trong bối cảnh Ukraine thiếu các phương tiện trinh sát tiên tiến và thiếu khả năng kiểm soát bầu trời, việc theo dõi và bao quát hậu phương của Nga là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Chưa kể, Nga đã có sự thích nghi với tình hình chiến trường kể từ khi Ukraine triển khai hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS do phương Tây cung cấp vào mùa hè năm 2022. Quân đội Nga đã củng cố các trạm chỉ huy, kiểm soát, tăng cường sử dụng các thiết bị tác chế điện tử để gây nhiễu điện tử cho UAV. Moscow cũng đa dạng hóa mạng lưới cung cấp, chuyển các kho đạn dược ra xa tiền tuyến hơn. Ngay cả khi Ukraine có thể triển khai tên lửa tầm xa với số lượng lớn, vẫn chưa rõ chiến dịch tấn công như vậy có hiệu quả hay không trước một đối thủ có khả năng phòng không và năng lực tác chiến điện tử mạnh mẽ. Ông Franz Stefan Gatti cho rằng nhiều nhà bình luận dường như đã ước lượng quá lớn số binh sĩ và vũ khí mà Nga cần tiếp tế để ngăn chặn hoặc trì hoãn cuộc phản công của Ukraine ở tiền tuyến. Không thể phủ nhận các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra sức ép ngày càng gia tăng đối với tuyến hậu cần của Nga, buộc Moscow phải giảm số vụ pháo kích và gặp khó khăn khi luân chuyển binh sĩ đến và đi từ khu vực tiền tuyến. Nhưng Nga vẫn có thể tiến hành các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ, cũng như duy trì ổn định hoạt động của các đơn vị pháo binh hoặc thiết giáp ông Franz Stefan Gatti nhấn mạnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết nước này sắp hoàn tất mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra một ngày trước thời điểm Ủy ban châu Âu EC công bố báo cáo về tiến trình gia nhập EU của quốc gia ứng cử viên Ukraine. Theo kế hoạch, trong ngày 8 tháng 11 theo giờ địa phương, EC đưa ra báo cáo đánh giá về những kết quả mà Ukraine cũng như hai quốc gia ứng cử viên khác là Moldova và Georgia đã đạt được, đồng thời đưa ra quyết định mở các cuộc đàm phán về việc những nước này gia nhập EU hay không. Trước khi 27 nước thành viên thảo luận về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh EU vào giữa tháng 12 tới, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang chuẩn bị cho các bước tiếp theo, trong đó có việc củng cố thể chế nhà nước và nỗ lực để thích ứng các tiêu chuẩn của EU. Hồi tháng 6 năm 2022, EU đã trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine. Để chuyển sang giai đoạn tiếp đó, mở đầu cho các cuộc đàm phán kết nạp Ukraina, EC đã xác định 7 tiêu chí mà Ukraina phải đáp ứng, trong đó bao gồm chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tháng 9 vừa qua, chủ tịch EC Ursula von der Leyen xác nhận Ukraina đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể. Ở diễn biến liên quan trước đó, thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng cần phải giải đáp những câu hỏi khó trước khi liên minh châu Âu có thể tiến hành đàm phán về tư cách thành viên của Ukraina trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc gia thủ tướng oban cho biết cần có được đáp án của những câu hỏi dài và rất khó trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về việc cho phép ukraina gia nhập eu ông thừa nhận còn nhiều điều chưa biết rõ về ukraina và việc kết nạp một quốc gia với nhiều vấn đề như vậy vào eu là điều chưa từng có Thủ tướng Orbán cũng đã tuyên bố trước Quốc hội Hungary rằng sẽ không ủng hộ Ukraine trong bất kỳ vấn đề quốc tế nào tới khi Kiev khôi phục trở lại quyền sử dụng tiếng mẹ đẻ của người dân tộc Hungary tại vùng Transcarpathian của Ukraine. Hungary cũng bày tỏ quan điểm phản đối Ukraine gia nhập EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Budapest không cung cấp vũ khí cho Kiev song vẫn tiếp nhận dòng người tị nạn từ nước này. Dự kiến tháng 12 tới, các nước EU sẽ quyết định về việc có cho phép Ukraine bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập khối hay không. Vấn đề này đòi hỏi sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên, bao gồm Hungary. Ukraina đã nộp đơn xin gia nhập EU chỉ vài ngày sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 và nhận được quy chế ứng cử viên của khối này vài tháng sau đó.